Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một dự án đầu tư mới tên là Smartfull. Thì hiện tại Smartfull đang bán với giá là một ETH bằng 4.822 F. Đây các bạn có thể trao đổi F hoặc FD là có giá trị như nhau và tương đương một ETH. Thì để mua Smartfull thì các bạn có thể Zone bằng ví MetaMask. Đây các bạn có thể đăng nhập bằng ví MetaMask. Thì Smartfull thì các bạn có thể chế độ staking. Thì các bạn sẽ có bao nhiêu F thì các bạn sẽ staking ở đây và apply, và số tiền lãi hàng tuần hàng tháng sẽ gửi về trong tài khoản của các bạn. Thì Smartfull là gì? Thì Smartfull là một giải pháp đầu tư blockchain một cửa. Và đồng Smart là gì? Thì quỹ S-Smart là một tập hợp các hợp đồng thông minh và mã token chạy trên nền tảng Ethereum, và nó dựa trên giao thức của Bancor và sử dụng đồng ETH làm dự trữ. Thì quỹ mở nhưng nó giới hạn tốc độ mua và giữ lại cho sự đánh giá cao của quỹ. Thì Smartfull có hệ sinh thái đầu tư thông minh và bao gồm quỹ Smart và một số dự án giáp được đầu tư, và nó hoàn toàn là phi tập trung ở trên nền tảng của ERC20, và nó sẽ sử dụng phiếu hay là đầu tư vào các dự án giáp với mô hình lợi nhuận rõ ràng trên nền tảng của Ethereum và cổ tức theo thời gian thực. Thì vấn đề giải quyết bởi hệ sinh thái đầu tư thông minh là gì? Thì đối với các đa số các nhà đầu tư thì các dự án tiền kỹ thuật số thì có rất nhiều, và làm thế nào để lựa chọn dự án tốt và hiếm, thì làm thế nào để có được thông tin và đầu tư sớm nhất. Thì đối với dự án Smartfull thì nó là nhà phát triển dự án, và mặc dù là một dự án tốt thì làm thế nào để quay gây quỹ khởi nghiệp dự án. Thì đặc điểm của hệ sinh thái đầu tư thông minh của Smartfull thì từ đề xuất bỏ phiếu đến đầu tư, rút tiền hay là toàn bộ quá trình được phân cấp hoàn toàn dựa trên tự động và hoàn thành. Thì mô hình lợi nhuận rõ ràng, các mục tiêu đầu tư là tất cả các giáp dựa trên hợp đồng Ethereum có mô hình lợi nhuận rất rõ ràng. Thì Smart là quỹ phân bổ thu nhập dự án theo thời gian thực cho chủ sở hữu của đồng token FD. Thì đối với dự án đầu tư mới trả lại thì đồng SD có giá trị cao nhất gấp 2 lần thu nhập của Ethereum. Thì đặt vị thế trí để hưởng cổ tức theo thời gian thực, và dự án bỏ phiếu để tham gia vào các quyết định đầu tư và lưu hành có thể chuyển nhượng sau khi mở khóa đồng Smart. Thì quản lý quy trình tự động thì Smart sẽ giới hạn mua hàng và giới hạn mua lại và thay đổi giá vừa phải. Thì ưu tiên cho người dùng mời các nhà đầu tư thì sử dụng đồng FP để cắt hàng đợi và hưởng quyền ưu tiên mua hàng, và người mời có thể được hưởng ưu đãi lời mời mà người được mời cũng được giảm giá. Thì Smart sử dụng chênh lệch giá để vượt qua chênh lệch giá thị trường. Nếu không chênh lệch giá biến mất thì có thể rút bất cứ lúc nào và không có rủi ro ở trên nền tảng của Smartfull. Thì lộ trình của Smartfull thì hiện tại đang tháng 11 2018 thì Smartfull ra đời nảy mầm. Thì hiện tại đang là quý tháng 6 năm 2019 thì dự án hoàn thành vòng 2 vòng và thử nghiệm và ra mắt trên mạng chính và đầu tư vào giáp dựa trên nền tảng ERC20 của Ethereum. Thì chuyển quỹ Smart sang chuỗi công khai như EOS hoặc Tron và nhà đầu tư vào giáp trên đó. Thì đến tháng 12 năm 2019 thì thông qua giao thức Ored thì mở ra một chuỗi công khai để lưu thông tự do cho các giá trị đơn vị chạy trên các chuỗi công khai khác nhau là bằng nhau. Thì
đầu tư vào tài nguyên của smartphone là CoinX. Thì các bạn có thể thông tin vào tìm thấy kiếm thông tin ở white paper của smartphone. Thì white paper của họ thì rất rõ ràng các bạn. Đây đây là tổng số tính toán tiền nếu các bạn gửi ở trên smartphone. Thì smartphone sẽ có khuyến mãi lên đến 16%, giải thưởng trực tiếp là hơn 10 triệu đô đồng smart cho những nhà đầu tư mời khuyến mãi, mời các nhà đầu tư khác. Thì đây là ưu đãi phân hạch có thể đạt là 64,62,4 lần, và phần thưởng thêm vô hạn là 1%, và mở khóa và không cần chờ đợi. Thì để lấy mã khuyến mãi thì các bạn có thể bắt đầu và chia sẻ mã khuyến mãi của mình để đại lý có thể nhận được đô của FP để thúc đẩy nhanh hơn một bước. Thì ở đây nếu là thưởng thức nhiều giải thưởng giới hạn giới thiệu thì các bạn có thể bấm vào đây. Đây các bạn có thể bấm vào đây và xác nhận, và các bạn sẽ bắt đầu lấy mã giới thiệu của mình gửi đến những người đầu tư, và các bạn có thể nhận được đô Smart với lên đến 16%. Thì tổng quan về dự án Smart và các hệ sinh thái của Smart như thế nào thì